Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với kênh Tin Mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc đang hết sức căng thẳng, nhiều nơi bị ngập sâu từ 2 tới 3 mét. Nhiều tờ báo của Bắc Kinh rạng sáng sớm ngày hôm nay đã cho biết rất nhiều khu vực nổi tiếng của Trung Quốc đã bị ngập chìm trong biển nước. Một trong những nơi có khu vực đẹp nhất của thủ đô Bắc Kinh, đó chính là quảng trường Thiên An Môn vào đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay đã bị ngập sâu từ 3 tới 4 mét. Những ngôi nhà cao từ 7 đến 10 tầng đã nhanh chóng bị ngập tới tầng thứ 3 và thứ 4, khiến cho tất cả các cơ quan ban ngành và cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình phải hủy bỏ các cuộc họp cao cấp cũng như là các lịch trình đã sắp đặt từ trước. Theo Trung tâm Báo động Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, những điều tồi tệ nhất của thiên nhiên được cho vẫn đang tiếp tục dội xuống đầu của Trung Quốc. Điều này đã khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác hoàn toàn bị tê liệt. Toàn bộ sân bay, nhà ga, bến cảng đã ra thông báo hủy chuyến và rời lịch sang những ngày khác. Bởi vì mưa lũ trong nhiều ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, làm cho nhiều thành phố phía Nam, phía Tây, phía Đông của Trung Quốc bị gián đoạn và bị tê liệt. Nhiều hoạt động ở đây bị ngắt quãng và điều đó đã làm cho Bắc Kinh đang hứng chịu những điều tồi tệ nhất và đen tối nhất trong lịch sử loài người. Nhiều ý kiến cho rằng tất cả những điều tồi tệ và đen tối kể trên đều do người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình gây ra. Bởi vì trong nhiều năm vừa qua, ông ta được cho là đã có những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm khiến cho Bắc Kinh liên tục rơi vào thảm cảnh tồi tệ nhất. Một trong những tội ác cũng như là những cái âm mưu đen tối đó là việc ông Tập điều quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông. Ở đây là muốn đi xâm chiếm các hòn đảo thuộc vùng biển của Việt Nam, nên bây giờ chính quyền của ông ta đang phải chịu tội từ mẹ thiên nhiên và đấng tối cao. Đức Chúa Trời đang ra tay trừng phạt Trung Quốc. Kính thưa quý vị, người ta hay nói vui với nhau rằng, một khi cô thương thì muốn là người bình thường cô cũng không cho, còn một khi trời phạt, những kẻ mạnh đến đâu cũng sẽ bị nhấn chìm. Và dường như câu nói trên đang dần ứng nghiệm đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình ở thời điểm hiện tại, một chính quyền đều được cho là ngỗ ngược, ngang tàng và hung bạo nhất trong lịch sử của loài người. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết, trong những năm trở lại đây, Trung Quốc nổi lên như một siêu cường của thế giới. Nhiều ý kiến còn cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ vượt qua Mỹ và Nga để trở thành cường quốc số 1 trên hành tinh này. Nhưng rất tiếc là sau một loạt các tội ác của ông ta, giờ đây Trung Quốc bị trời phạt thật sự. Theo các nhà quan sát cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã phải trải qua 82 ngày đêm không biết tới ánh sáng của mặt trời, không có một tia ánh sáng nào chiếu rọi vào thủ đô Bắc Kinh. Bầu trời của Trung Quốc suốt 82 ngày đêm vừa qua chỉ duy nhất có một màu, đó là màu đen tối và u ám. Bởi vì những đám mây đen xì liên tục mang theo những trận mưa to đến rất to, chút hàng triệu tấn nước từ trên trời đổ xuống vùi dập Trung Quốc làm cho nhiều khu vực, nhiều thành phố bị ngập lụt. Có nơi nước chưa kịp rút hết thì một trận mưa nặng hạt và lũ ống, lũ quét xuất hiện lại tiếp tục nhấn chìm và san bằng tất cả. Có thể kể đến như khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và nước tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại lên tới 2005, liên tục bị mưa lũ nhấn chìm trong suốt 82 ngày đêm vừa qua. Được biết, trước đây khu du lịch này hàng ngày đón tiếp hàng triệu khách nước ngoài tham quan và thưởng ngoạn vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ, thơ mộng thì 82 ngày đêm vừa qua khu vực này đã không có một bóng người. Vì bây giờ những nơi đây chỉ toàn là nước, nơi đâu cũng mênh mông biển nước, đường phố biến thành sông, hồ đập thì đều bị vỡ, người dân sơ tán đi muôn nơi, ở nơi đây bây giờ chỉ còn một cảnh tượng hoang tàn như thời đi khai hoang lập địa. Các nhà thống kê của Trung Quốc cho biết, thiệt hại về mưa lũ gây ra cho Trung Quốc lên tới hàng tỷ đô la và không thể nào có thể khắc phục trong một sớm một chiều. Rất có thể mất hàng trăm năm về sau, những khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc cũng không thể nào khôi phục lại được, bởi vì mưa lũ năm nay được cho là kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm ở tỉnh Hồ Nam. Tỉnh Hồ Nam lại nằm giáp danh với tỉnh Hồ Bắc, nơi chứa con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, và khi mưa gió, bão tố ập về, hai tỉnh này được cho là bị nhấn chìm đầu tiên ở Trung Quốc. Đây chính là lý do vì sao hai tỉnh này được cho là thiệt hại nặng nề nhất bởi mưa lũ năm nay. Trước đây, Trung Quốc rất tự hào nào về hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc vì đây là hai thành phố sầm uất, nổi tiếng là đầu tàu gương mẫu về kinh tế, chính trị, văn hóa và du lịch. Nhưng từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thì thành phố này đã biến thành thành phố ma và mưa lũ trong suốt hơn 2 tháng vừa qua vùi dập. Cho nên hai tỉnh này giờ không khác gì là sa mạc Sahara ở châu Phi. Các quan chức và giới cao tăng của Trung Quốc đã phải bỏ đi sang nước ngoài để sinh sống. Số khác thì đã di tản đi các nơi, số còn lại không có tiền thì vượt biên trái phép sang các nước láng giềng xung quanh Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Việt Nam của chúng ta đã bắt được khá nhiều người Trung Quốc trong thời gian vừa qua, khi đã vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam để trú ẩn. Đấy chính là lý do vì sao mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ra tay trừng trị.
trừ khử Bắc Kinh để trừng phạt thay cho các nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá xấu đối với Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay. Tờ báo quốc tế cho biết con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới tiếp tục phải mở thêm những cửa xả để xả lũ, bởi vì nước lũ đang hết sức cận kề, nếu như không xả thêm thì sẽ nhấn chìm toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc. Tờ báo của quốc tế còn cho biết chi tiết như sau, đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả lũ nữa nâng tổng số cửa xả lũ lên con số 15, và các cửa xả lũ này đang hoạt động 24/24 giờ, mức xả kỷ lục lên tới gần 50.000 mét khối trên giây. Theo một số tờ báo của phía Trung Quốc cho biết, nước lũ đang dồn dập đổ về con đập Tam Hiệp. Dự báo con đập này sẽ đạt đỉnh sớm nhất vào ngày hôm nay, khiến các đô thị dọc sông Dương Tử vốn đã chịu thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ thì nay tiếp tục bị nhiều hơn bởi lũ mới đang càn quét Bắc Kinh. Vào hôm qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tới thăm quận Đồng Nam thuộc thành phố Trùng Khánh, khu đô thị dọc sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng nhất trong những ngày vừa qua. Đây chính là lý do vì sao ông Lý Khắc Cường có mặt tại đây. Trong thời gian vừa qua thì lũ lụt liên tục càn quét Trung Quốc trong suốt hơn 82 ngày đêm khiến cho nhiều tỉnh phía Nam của nước này bị ngập chìm trong biển nước. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới mưa bão. Việc quan tâm duy nhất của cơ quan đầu não ông Tập là muốn xâm chiếm Biển Đông ngay lúc này, bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang tàn phá các nước trên thế giới. Đây chính là điều kiện thuận lợi nhất để phía Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Tuy nhiên, trước sự áp lực của người dân Trung Quốc vì nói rằng mưa bão đang càn quét mà phía chính quyền ông Tập Cận Bình bỏ bê, chính vì vậy mà ông Lý Khắc Cường đã có mặt tại nhiều tỉnh phía Nam của Trung Quốc trong ngày hôm qua. Và ngày hôm nay để thị sát và khảo sát trực tiếp những vùng bị lũ lụt do thiên tai gây ra, ông nói rằng phải tiếp tục chờ con đập Tam Hiệp mở thêm cửa xả để xả lũ, hy sinh những vùng thượng lưu, những khu đô thị mà phía Trung Quốc vừa mới xây xong. Đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc cao 185m, được hoàn tất vào tháng 5 năm 2006, cung cấp điện cho một vùng rộng lớn của đất nước Trung Quốc, trong đó có cả Thượng Hải, Bắc Kinh, các tỉnh như Chiết Giang, An Huy và Quảng Đông. Ông Lý Khắc Cường nêu trong chuyến thăm huyện Đồng Nam nói rằng, chính phủ sẽ nhanh chóng hỗ trợ người dân vùng lũ lụt tăng cường giám sát đập và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử và đang đối mặt với đợt lũ tồi tệ nhất chưa từng ghi nhận trong lịch sử của phía Trung Quốc kể từ năm 1945 tới nay. Trung Quốc cũng chưa bao giờ gánh chịu những hậu quả thiên tai do dịch bệnh và lũ lụt như năm 2021 và năm 2022. Được biết, mưa lũ cũng có nguy cơ làm gián đoạn các hoạt động sản xuất của nhiều công ty nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga tại dọc sông Dương Tử. Đây chính là lý do vì sao mà các công ty sản xuất linh kiện điện tử như điện thoại và TV đang chuyển hướng dịch chuyển sang Việt Nam để đầu tư làm ăn chứ họ không kết hợp với cả phía Trung Quốc nữa. Đây chính là một thiệt hại rất nặng nề về người và của đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, cơ quan đầu não chính quyền ông Tập không biết phải làm sao bởi vì mẹ thiên nhiên được cho là vẫn ra tay tiếp tục trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới vì những tội lỗi và những sai lầm mà ông Tập gây ra. Đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang phải gánh chịu. Người ta cho rằng đây chính là bài học sâu sắc cho chính quyền ông Tập Cận Bình từ nay trở về sau. Nếu như ông ta còn gây ra những tội ác về chiến tranh, gây ra vũ khí sinh học như con virus corona, gây ra đụng độ căng thẳng ở ngoài Biển Đông, gây ra những hiểm khích và chiến tranh biên giới thì Trung Quốc còn tiếp tục hứng chịu những điều tồi tệ và đau thương từ thiên nhiên giáng những đòn xuống để trừng trị Bắc Kinh. Tuy nhiên, người ta cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình dường như vẫn đang không biết sợ là gì. Ông ta vẫn đang rất hung hăng bởi vì ngày hôm kia thôi tại thủ đô Bắc Kinh, ông ta nói rằng sẽ tiếp tục đem tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông và sẽ tiếp tục điều giàn khoan ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí. Và nếu như nước nào xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò hay 7 hòn đảo nhân tạo của Bắc Kinh thì đều bị bán bỏ. Đó là một sự ngang ngược và ngông cuồng của ông Tập, trong khi 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc liên tục bị mưa bão nhấn chìm trong vòng gần 3 tháng vừa qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, những cơn mưa to đến rất to, thậm chí 3 cơn bão sắp tới sẽ còn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc từ nay cho đến hết tháng 8, thậm chí sang nửa đầu tháng 9, hết tháng 8. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục ở thượng và trung lưu sông Hoài dẫn đến bị ngập lụt, đến 8 giờ ngày hôm nay, mực nước hồ Hong Je là 12,8m đã vượt mực nước giới hạn lũ 0,3m. Để hạ mực nước hồ Hong Je từ trước và đảm bảo an toàn phòng chống lũ, ba cửa sông của hồ Hong Je đã mở vào sáng ngày hôm nay để xả lũ. Sở Tài nguyên nước tỉnh Giang Tô cho biết rằng vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, lưu lượng của bạn phụ là 2.960 m khối mỗi giây và mực nước của hồ Hồng Trạch tăng 0,24 m so với ngày hôm qua.
Ước tính có khoảng 4 tỷ mét khối nước sẽ sớm đổ bộ vào hồ Hongje sau khi cửa Sanhe được mở. Lưu lượng xả lũ sẽ được điều chỉnh thêm theo diễn biến tình hình của mực nước và mưa. Bộ khí tượng dự báo rằng Yanghuai và Honghuai đang trải qua quá trình mưa mạnh và sẽ có mưa bão liên tục ở lưu vực sông Hoài Hà. Vào ngày hôm nay, lượng mưa lớn xảy ra ở Yanghuai, Huangbe và xung quanh hồ Hongje. Văn phòng Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình của mưa và mực nước, làm tốt công tác kiểm soát lũ an toàn trên các sông và hồ chứa lớn, tăng cường công tác phòng thủ trước lốc xoáy, lở đất và sạt lở núi có thể do mưa lớn gây ra. Kịp thời điều chuyển người ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị, mực nước của Wang Jaba, dòng chính của sông Hoài tiếp tục dâng cao và lực lượng phòng vệ quốc gia khẩn trương triển khai nhiều công việc quốc phòng. Trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia vào ngày hôm nay cho rằng do lượng mưa gần đây, thượng lưu và hạ lưu của dòng chính sông Hoài bị ngập ở lưu vực sông Lycia. Theo dõi lũ lụt cho thấy vào lúc 15 giờ ngày hôm nay, mực nước của Wang Jaba, dòng chính của sông Hoài đã lên 28,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,8m và mực nước vẫn đang tiếp tục tăng. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, lưu vực sông Hoài Hà sẽ tiếp tục có mưa lớn. Dự kiến mực nước Wang Jaba sẽ vượt 28,5m, tiến gần đến mực nước đảm bảo là 29,3m. Để đối phó với tình hình kiểm soát lũ nghiêm trọng hiện nay trên lưu vực sông Hoài Hà, Tổng cục Quốc phòng đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa và đưa ra dự báo lũ lụt kịp thời sông Hoài. Để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt, Cục Tác chiến và lực lượng cảnh sát vũ trang đã thảo luận về tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà, đồng thời nghiên cứu thêm và triển khai các công việc quốc phòng khác để ứng phó với tình hình kiểm soát lũ ngày càng nghiêm trọng ở sông Hoài Hà. Đồng thời, Tổng cục Quốc phòng yêu cầu Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Hoài Hà và các tỉnh dọc sông Hoài Hà triển khai hơn nữa hệ thống trách nhiệm kiểm soát lũ lụt, chuẩn bị nhân lực và vật liệu kiểm soát lũ lụt, tăng cường kiểm tra đê điều và các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và tăng cường điều động khoa học các hồ, kênh, phân lũ. Bộ phận tích trữ lũ housing chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng lũ, phòng chống lũ một cách khoa học, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Hiện tại không có nguy hiểm lớn nào xảy ra tại dự án dọc sông Hoài Hà. Tổng cục Quản lý Khẩn cấp Quốc phòng Hoài Hà đã kích hoạt ứng phó cấp độ 4 của kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt. Các phóng viên được biết từ Ủy ban Kiểm soát nước Hoài Hà của Bộ Tài nguyên nước rằng, trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, vào sáng ngày hôm nay, Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão Hoài Hà đã tổ chức hội nghị khẩn cấp và khẩn trương triển khai khẩn cấp phòng chống lũ lụt. Phương án ứng phó 4 cấp độ yêu cầu các bộ phận trên lưu vực tăng cường ứng trực khẩn cấp, chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường công tác dự báo, tất cả gia quân làm tốt công tác phòng chống lũ lụt hiện tại để đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống cho người dân ven sông Hoài. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, mực nước của dòng chính sông Hoài Hà đã dâng lên trên diện rộng và mực nước của 3 hồ lớn trong lưu vực sông Hoài Hà. Hồ Hongje của trạm Yang Ba, hồ Luoma của trạm Yang He Tan và hồ Nanxi của trạm đảo Weishan đều vượt quá giới hạn lũ. 8 hồ chứa lớn đã vượt mức giới hạn lũ trên lưu vực. Theo kết quả phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, trong 3 ngày tới, lưu vực sông Hoài Hà tiếp tục có mưa lớn, sẽ có mưa vừa đến mưa to dọc phía bắc sông Hoài từ chiều ngày hôm nay đến chiều tối của ngày mai. Có mưa to đến rất to ở phía nam sông Hoài, dự kiến mực nước đỉnh cao khoảng 28,3m sẽ xuất hiện tại ga Wang Jaba vào tối ngày mai với lưu lượng tương ứng khoảng 4.000 mét khối mỗi giây. Được biết, gần đây, Ủy ban Kiểm soát nước Hoài Hà của Bộ Thủy lợi sẽ cử 2 nhóm công tác đến tuyến đầu kiểm soát lũ dọc sông Hoài Hà để phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp. Vào ngày hôm nay, Cục Quản lý Quốc phòng sông Hoài Hà cũng đã yêu cầu Giám đốc Quốc phòng tỉnh Giang Tô ở Hạ Lưu tăng lưu lượng xả của hồ Hongje và giảm trước mực nước của hồ Hongje để đạt đỉnh lũ của dòng chính sông Hoài. Cơ quan Quản lý Bảo tồn nước Yishushi tăng cường lập lịch trình các cống và cửa để giảm mực nước hồ Nanxi, hồ Luoma để đối phó với lượng mưa lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Hiện tại, một số lượng lớn các dự án kiểm soát Hoài Hà đang được xây dựng để đảm bảo an toàn cho các dự án đang xây dựng. Ủy ban Hoài Hà đã yêu cầu các đơn vị thi công liên quan thực hiện nhiều công tác chuẩn bị cho sự an toàn của dự án và sẽ tổ chức liên quan điều động các chuyên gia sẽ gấp rút đến công trường trong thời gian tới để tăng cường giám sát. Cho đến nay, chưa có nguy hiểm nào xảy ra tại các công trình xây dựng trên sông Hoài Hà.
từ gần 10 ngày nay, trên lưu vực sông Hoài Hà lại tiếp tục xảy ra mưa lớn, lượng mưa trung bình trên bề mặt lưu vực là 131mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước của dòng chính sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao. Mực nước của trạm Quang Gia Ba là 28,1m vào lúc 15 giờ ngày hôm nay, vượt mức nước cảnh báo 0,6m và lưu lượng tương ứng là 3.490m³ mỗi giây. Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bắt đầu hứng chịu thời tiết mưa vào 4 ngày nay. Vào ngày hôm nay, mực nước của 82 nhánh sông Hàn ở An Khang đã dâng lên một cách nhanh chóng và tình hình kiểm soát lũ lụt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cục Phòng chống lũ lụt đã triển khai hệ thống báo cáo, thực hiện giám sát chặt chẽ 24/24 giờ và cử các nhóm công tác đến các quận, huyện, trọng điểm để hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt. Chen Xiaohu, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và trụ sở cứu trợ An Hán ở An Khang, kiêm Phó Giám đốc Cục Quản lý Nguồn nước thành phố cho biết, sông Hàn dài 340km trên lưu vực sông An Khang chảy qua 5 quận bao gồm Jiyang và Harbin và hơn 50 thị trấn là khu vực có giá trị cao và tần suất mưa lớn. Ngày hôm qua, mực nước các nhánh sông Hàn bắt đầu lên. Theo các nhân viên của trụ sở phòng chống lũ lụt và An Hán, trong tình hình hiện nay, thiên tai như lở đất và lở núi rất dễ xảy ra. Nhiều người dân ở An Khang sống ven sông và khu vực núi. Ở các vùng nông thôn, việc ngăn chặn lở đất và lở núi thậm chí còn quan trọng hơn việc kiểm soát lũ lụt. Hiện tại, Cục Phòng chống lũ lụt địa phương đã chuyển sang trạng thái bán quân sự hóa. Đồng thời, hệ thống báo cáo của các địa điểm kiểm soát lũ lụt đã được kích hoạt, báo cáo các thông tin thời tiết quan trọng mỗi giờ một lần sau khi bước vào mùa lũ. Hệ thống báo động kiểm soát lũ lụt ở thành phố An Khang đã được thử nghiệm và 31 điểm báo động không dây đã được xây dựng trong khu đô thị. Để đối phó với trận lũ bất ngờ và nghiêm trọng vào mùa thu trên sông Hàn, Tổng cục Phòng vệ sông Dương Tử đã đưa ra nhiều phương án khẩn cấp khác nhau, đồng thời yêu cầu tỉnh Hồ Bắc làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Hàn để đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân hai bên eo biển. Vào ngày hôm qua, Kai Kewa, Phó Chỉ huy điều hành của lực lượng bảo vệ sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Dương Tử, đã chủ trì một phòng thương mại kiểm soát lũ khẩn cấp để nghiên cứu cách đối phó với lũ lụt bất ngờ ở thượng nguồn sông Hàn. Bà cho rằng sông Hàn thời gian gần đây tiếp tục có mưa lớn khiến mực nước dâng cao, cần làm tốt công tác cứu hộ, duy tu kè sông Hàn, đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng lòng hồ và hạ du. Đồng thời, chuẩn bị phòng chống lũ lụt lớn trên sông Hàn, hiện nay cần làm tốt công tác dự báo mực nước sông. Kai Kihua cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt ở sông Hàn rất nghiêm trọng nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Vào lúc 0 giờ ngày hôm qua, Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã thông báo khẩn cấp tới Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và An Hán tỉnh Hồ Bắc về các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát lũ lụt sông Hàn. Yêu cầu tỉnh Hồ Bắc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Hàn, tăng cường kiểm tra đê điều và đảm bảo an toàn đê điều, kiểm soát lũ lụt, mở rộng khả năng xả lũ của sông Đông Kinh để đáp ứng các yêu cầu phân dòng, chuẩn bị các công tác khác cho việc sử dụng cho vùng phân lũ. Hiện tại, các đơn vị thành viên của Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử, bao gồm Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát nước sông Dương Tử, Đội khẩn cấp kiểm soát lũ lụt, Kho tư liệu kiểm soát lũ lụt và Trung tâm tuyên truyền và xuất bản đã triển khai các kế hoạch khẩn cấp phù hợp với trách nhiệm tương ứng của họ. Wang Wei, người đứng đầu Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử, cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo của mực nước và lượng mưa và sắp xếp khoa học để đảm bảo rằng công tác kiểm soát lũ lụt được thực hiện một cách hiệu quả. Phóng viên được biết từ Cục Thủy văn sông Dương Tử, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ dự báo thủy văn và đưa tin về trận lũ thảm khốc sông Hàn. Phòng dự báo khí tượng thủy văn của Cục cùng các ban ngành liên quan và các trạm thủy văn trực thuộc dọc sông Hàn đã và đang nỗ lực hết sức để thực hiện công tác dự báo phòng chống lũ lụt. Hiện tại, điểm đo của máy ghi mực nước của trạm thủy văn Ba He đã bị cuốn trôi, tòa nhà trạm bị ngập, giao thông bên ngoài của Siang Pa Ping và các trạm thủy văn khác bị gián đoạn, nhưng công tác dự báo kiểm soát lũ vẫn đang được tiến hành. Vào tối ngày hôm qua, do lượng mưa lớn liên tục trút xuống, một trận lở đất đã xảy ra một lần nữa ở đoạn sông băng Guxiang tại K4044 của quốc lộ 318 Tứ Xuyên Tây Tạng, khiến giao thông bị gián đoạn. Theo giới thiệu của các bộ phận liên quan của Sở Giao thông Tây Tạng, do mùa mưa ở Tây Tạng, đặc biệt là mưa liên tục ở miền đông Tây Tạng và cấu tạo địa chất phức tạp của khu vực này nên hàng năm sẽ xảy ra các thảm họa như lở bùn, là một thảm họa lở đất lớn ở đây vừa qua. Hiện bộ phận bảo trì đường cao tốc đang tích cực tổ chức nhân lực, máy móc để tiến hành cứu hộ, đảm bảo an toàn, hiện vẫn chưa xác định được thời gian thông xe.
Sau gần 10 giờ làm việc cật lực của các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông Vũ Trang 4, đoạn Guxiang của đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng, nơi xảy ra dòng mảnh vỡ nguy hiểm, về cơ bản đã được khôi phục, các phương tiện bị mắc kẹt và người dân đã đi qua an toàn. Vào lúc 6 giờ ngày hôm qua, Hải đội 7 thuộc đội 4 cảnh sát giao thông Vũ Trang có nhiệm vụ bảo trì đoạn Guxiang của đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng, nhận được điện khẩn cầu cứu về 3 vụ sạt lở đất cực lớn xảy ra tại đoạn Guxiang Lusitan, cách quận Bomi 50 km, khoảng 250 m, nền đường bị cuốn trôi hoàn toàn bởi dòng chảy đá vụn. 45 người và 12 phương tiện bị mắc kẹt trên bãi biển bên cạnh lòng đường, hơn 100 phương tiện và hơn 200 người đã bị chặn hai bên đường. Sau khi nhận được lời kêu cứu, Hải đội 7 đã lập tức triển khai phương án cứu hộ, cứu trợ thảm họa, điều động binh lính và phương tiện cơ giới thành đội biệt kích ứng cứu, tức tốc đến khu vực bị thiên tai càng sớm càng tốt để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của quần chúng nhân dân và khôi phục sự thông suốt của huyết mạch Tứ Xuyên – Tây Tạng. Trong thời gian sớm nhất, các cán bộ chiến sĩ được chia làm hai nhóm, một nhóm làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, chuyển giao những người bị mắc kẹt và phương tiện, nhóm còn lại làm nhiệm vụ phát quang sạt lở, gia cố nền đường, xây tường chắn, sửa chữa đường giao thông. Đến 16 giờ ngày hôm đó, sau gần 10 giờ nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát Vũ Trang và cán bộ địa phương, đoạn Guxiang của đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng đã cơ bản được khôi phục, các phương tiện bị mắc kẹt và người dân qua lại an toàn. Các bộ phận liên quan nhắc nhở rằng mưa liên tục ở khu vực Nichi, Tây Tạng đã gây ra lở đất và lở đất thường xuyên ở khu vực Nichi trên đường cao tốc Tứ Xuyên – Tây Tạng, mọi người cần lưu ý. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh thông báo rằng, do ảnh hưởng của thời tiết đối lưu mạnh như xoáy thấp, trong 2 ngày qua, địa phương các khu vực ở Liêu Ninh, Benxi, Huludao, Chao Giang, Te Linh và các thành phố khác đã giảm đáng kể. Trong cơn mưa xối xả, một số khu vực đổ mưa lớn và một số vùng đất nông nghiệp bị ngập lụt nhưng không có thương vong được báo cáo. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh Liêu Ninh, tâm của trận mưa lớn nằm ở huyện Huaren, thành phố Benxi. Lượng mưa tích lũy tại ga Pulebao trong khu vực này là 205 mm, trong đó lượng mưa lớn nhất ở 6 giờ là 153 mm. Sông Đa Gia, một phụ lưu của sông Huyang, có lưu lượng đỉnh lũ. Trước và sau trận mưa, Sở Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ An Hán quận Huaren đã cử một nhóm công tác đến thị trấn Pulebao, nơi hứng chịu trận mưa bão, để hướng dẫn cứu hộ. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, khu đã chuyển khẩn cấp hơn 280 trên 450 hộ tới nơi tạm trú an toàn. Theo Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, đây là trận mưa lớn kể từ đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa hè ở Liêu Ninh. Các bộ phận kiểm soát lũ lụt và điều tiết nước ở nhiều nơi đã đưa ra cảnh báo sớm và triển khai phòng chống lũ lụt trên sông lớn và hồ chứa ở Liêu Ninh. May mắn thay không có thương vong xảy ra. Tình hình thiên tai chi tiết tại một số khu vực bị ảnh hưởng đang được điều tra và thống kê. Tin cho hay, theo dự báo của các cơ quan phòng chống lũ lụt, tỉnh Liêu Ninh đã tăng cường lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và tình hình nước lũ, kịp thời triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đồng thời chi cục thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, canh gác các hồ chứa để đảm bảo an toàn các hồ chứa. Kể từ 0 giờ ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Vào tối ngày hôm trước, Liu Yofan, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc và Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cứu trợ An Hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh, gọi tắt là Defending Finger, đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tập trung vào sự nguy hiểm của hồ chứa Yu Chang He và các điều kiện lũ lụt và thảm họa kể từ khi mưa đến, cũng như xu hướng thời tiết trong những ngày tới. Sau đó, Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp 4 cấp vào 0 giờ ngày hôm qua, theo các quy định của Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ An Hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Hồ Bắc. Kể từ khi mùa mưa bắt đầu, tại tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra 4 đợt mưa lớn và mạnh, với 3 đặc điểm đáng chú ý là lượng mưa lớn, phạm vi rộng và thiên tai địa phương nghiêm trọng. Ví dụ, ở huyện Jinshan, tỉnh Hồ Bắc, trận mưa lên tới 331 mm và lượng mưa hàng ngày lên tới 240 mm, tức là 50 năm mới có một lần. Nhiều lần mưa với cường độ cao, lượng mưa lớn cục bộ đã gây ra nhiều loại thiên tai như mưa xối xả và lũ quét, sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn ngập úng đất nông nghiệp.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Hồ Bắc, tính đến ngày hôm qua, 49 quận, 425 thị trấn, 4,217 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5,507 triệu hectare. Và ngày hôm nay, khu vực hồ chứa Yusehe ở Seonggan đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn và nền thứ cấp của con đập bị sụt lún 48m². Wang Yongfa, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hồ Bắc nói rằng các thảm họa nguy hiểm và điều kiện lũ lụt hiện tại ở sông Fuhan ở Hồ Bắc phù hợp với các quy định của kế hoạch khẩn cấp cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt của tỉnh để kích hoạt phản ứng 4 cấp. Ngoài ra, do Hồ Bắc vẫn đang trong mùa mưa và lũ lụt chính, nhiệm vụ kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai là rất khó khăn. Sau khi ứng phó khẩn cấp 4 cấp được triển khai, theo đúng quy trình quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở Chỉ huy Quốc phòng, thành phố và bang liên quan sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, chẳng hạn như kiểm soát lũ lụt trong nhiệm vụ bảo vệ, kiểm tra an toàn, bảo mật thông tin, lập lịch, kế hoạch và báo cáo thông tin cụ thể. Thời kỳ mưa bão ngắn xen kẽ sắp kết thúc từ 2 ngày qua, đợt mưa lớn thứ 3 trong thời kỳ mưa Meiyu sẽ đổ bộ vào tỉnh Hồ Bắc từ Tây sang Đông và các khu vực mưa chính nằm ở miền Trung và miền Đông. Kể từ đầu mùa mưa, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu 2 trận mưa lớn, một số khu vực đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Theo dự báo thời tiết, trong đợt mưa to đợt này, các vùng mưa chính là miền Trung và miền Đông của cả nước. Lượng mưa lớn nhất có thể lên tới 150-200mm. Rất dễ xảy ra thảm họa. Chỉ huy phòng thủ tỉnh Hồ Bắc đã phát đi thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả các địa phương chuẩn bị cho đợt mưa lũ lớn mới. Người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng lũ lụt trên các sông, hồ, hồ chứa, tập trung phòng chống lũ vừa và nhỏ trên sông, ngòi, an ninh hầm, hồ chứa nhỏ, thủy điện đang xây dựng. Trong phạm vi của đợt mưa mới, các hồ chứa đều đã xả lũ. Các hồ chứa này có tiêu chuẩn kiểm soát lũ thấp và một khi gặp mưa lớn, an toàn phòng chống lũ chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ tỉnh nhấn mạnh cần chuẩn hóa công tác điều động và quản lý các hồ chứa, thực hiện điều chỉnh trước và tiêu trước theo diễn biến thời tiết. Khi hồ chứa gặp nguy hiểm, mực nước phải được kiểm soát hoặc vận hành hồ chứa trong tình trạng cạn kiệt, cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn các hồ chứa, không bao giờ để xảy ra hiện tượng tự ý quản lý, vận hành không được phép. Nghiêm túc kỷ luật điều động hồ chứa, tăng cường hệ thống trách nhiệm điều hành lũ hồ chứa. Người nào không thực hiện quy chế điều động, lệnh điều động phải bị điều tra, xử lý nghiêm. Nếu để xảy ra tai nạn trong lũ tiêu chuẩn thì chỉ huy phòng chống lụt bão và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật. Một đợt mưa lớn và lũ lụt mới sắp đến và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã triển khai để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vừa qua, Yu Jianwei, Phó Thống đốc điều hành tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để nghe báo cáo của các cơ quan kiểm soát lũ lụt, khí tượng và các bộ phận khác về kiểm soát lũ lụt hiện tại và cứu trợ thiên tai, triển khai và tăng cường phòng chống lũ lụt, công tác kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu thực hiện trách nhiệm phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm qua, làng Chuli, thị trấn Kawa, huyện Haiyan, Ninh Hạ đã xảy ra lũ quét do mưa lớn bất ngờ và nhiều người bị mắc kẹt. Đến 13 giờ 46 phút, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Đội Cứu hỏa Ninh Hạ Zhonghui lập tức chỉ huy Sở Cứu hỏa huyện Hải Nguyên và đội tổ chức cứu hộ điều động xe cứu hỏa mang theo thiết bị cứu hộ khẩn trương đến tuyến đầu thảm họa ứng cứu. Đến 14 giờ 57 phút cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ cứu hỏa đến làng Choli, thị trấn Kawa, nơi bị lũ cuốn trôi, phát hiện một số tuyến đường và phần lớn diện tích đất canh tác bị ngập hoàn toàn. Nhà dân bị sạt lở chìm trong nước lũ hoàn toàn. Các cán bộ chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng được chia thành hai nhóm. Một nhóm tiến hành di dời lũ, nhóm còn lại khẩn trương tìm kiếm và sơ tán dân làng bị mắc kẹt. Đến 16 giờ 12 phút, một ngôi nhà bị sập do nước ngập sâu, nhưng rất may không có ai bị thương. Lúc 16 giờ 51 phút, lực lượng tiếp viện từ đội cứu hỏa quận Hải Nguyên đã đến hiện trường. Đến 18 giờ 21 phút, sau khi nhóm cán bộ chiến sĩ đầu tiên di tản ra đường, rút nước, mực nước của hầu hết các điểm lũ phù sa đã giảm xuống đáng kể. Lúc này, cán bộ chiến sĩ tổ 2 đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ để giải cứu thành công một người bị mắc kẹt. Sau gần 6 giờ chiến đấu liên tục, các cán bộ chiến sĩ đã sơ tán thành công 80 người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa và giải cứu tài sản trị giá 250.000 nhân dân tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét đã làm sập 8 nhà, 19 nhà không ở được, 108 nhà bị lũ cuốn trôi, 24.630 hectare đất ruộng bị ngập.
chiều ngày hôm nay, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Yanxi, huyện Xili, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lăn xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát đã bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng cứu hộ, cả hai mới thoát được ra ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Xili u ám và mưa, ở làng Tianjiaping, thị trấn Xiangxi, có một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay ra mặt đường và quay lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn, đột nhiên có một tiếng động bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18 giờ 40 phút, đội cứu hộ chuyên trách Jiangjia của chính quyền nhân dân quận Xili đã đến hiện trường vụ việc. Thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm. Một nhóm ra phía sau cửa hàng xác định không có nguy cơ sập núi sau quy mô lớn, nên cùng chính quyền địa phương tiến hành khai quật cứu hộ. Nhân viên và cảnh sát và các nhóm khác đến trước cửa hàng. Sau khi sử dụng hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực, họ đã vào trong cửa hàng để giải cứu. Hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào những lối đi cứu người. Đến 19 giờ 05 phút, lối thoát hiểm đã được mở. Hai người mắc kẹt được giải cứu thành công. Tuy bị thương nhẹ và choáng, nhưng rất may họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Từ sáng ngày hôm qua đến ngày hôm nay, tại Quảng An trời đổ mưa to, có nơi lượng mưa lên tới hơn 150mm. Mưa lớn gây ra lũ quét ở thị trấn Guangshan, quận Wuxian, thành phố Quảng An và hơn 1.000 người ở thị trấn Guangshanchang bị nước lũ bao vây. Sau khi thảm họa xảy ra, cán bộ và nhân dân, lực lượng công an, cảnh sát vũ trang, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và lực lượng dân quân ứng cứu khẩn cấp ở huyện Wuxian đã khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa để sơ tán và giải cứu những người bị mắc kẹt. Do được ứng cứu kịp thời nên không có ai bị thương ngoại trừ thiệt hại về tài sản. Vào sáng sớm ngày hôm nay, địa phận huyện Huchi, thành phố Quảng An đã hứng chịu lượng mưa cực lớn và liên tục kể từ đầu mùa hè. Lượng mưa lớn nhất vượt quá 150mm, dẫn đến tích nước ở một số đường phố, cơ quan, trường học, nhà dân và các điểm khác trên địa bàn quận, nơi nước sâu nhất đến 1,2m. Nước từ một số cống cũng tràn qua gây bất tiện cho người dân, sinh viên và nhân viên văn phòng. Vào lúc 17 giờ 50 phút chiều ngày thứ Tư tuần trước, phóng viên vừa biết được tin tức mới nhất rằng tất cả những người bị mắc kẹt ở huyện Ma Long, nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, đã được chuyển đến nơi an toàn và đưa vào 3 khu vực tạm trú an toàn. Chính phủ đang giúp đỡ những người bị ảnh hưởng về vấn đề thực phẩm và nước. Không Chun Jui, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam đang dẫn đầu đoàn công tác tiến hành chỉ huy tại chỗ và thăm hỏi các nạn nhân trong thảm họa lũ lụt lần này, đồng thời triển khai các công việc liên quan. Theo báo cáo, sau thảm họa, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Người dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Hiện chính quyền đã thành lập tổ công tác để tăng cường quản lý, kiểm tra, ổn định sự cố. Ngoài ra, tổ công tác vẫn đang tổ chức lực lượng đào đoạn sông tương đối hẹp bằng máy móc để đạt mục đích xả lũ. Công tác cứu trợ thiên tai đang được thực hiện ổn định. Những trận mưa lớn liên tục trong thời gian gần đây cùng với sự gia tăng xả lũ của nhà máy điện ở thượng nguồn sông Ojang. Vào buổi sáng ngày hôm đó, tại thị trấn Bihu, huyện Li Sui, tỉnh Chiết Giang đã bị bao vây bởi lũ dâng cao, làng Hong Su trở thành một hòn đảo bị cô lập trên sông Ojang. Hơn 370 người trong làng bị mắc kẹt trong làng do lũ lụt. Sau khi nhận được thông báo, nhiều người dân vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng lũ nguy hiểm. Lực lượng công an địa phương, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát vũ trang và các ban ngành khác đã phối hợp tổ chức các đội cứu hộ để chuyển những người bị mắc kẹt. Tính đến 5 giờ chiều ngày hôm đó, hơn 1.000 người đã được di chuyển thành công đến khu vực an toàn. Từ 2 ngày qua, tại khu vực Lệ Thủy đã xảy ra mưa lớn, mực nước một số sông đã vượt mức an toàn. Trận lũ bất ngờ đã cắt đứt con đường với thế giới bên ngoài từ làng Hong Su, thị trấn Bihu, huyện Liandu và làng Hong Su trở thành một hòn đảo bị cô lập giữa dòng sông bị lũ bao vây. Cùng ngày, sau khi nhận được lời kêu cứu, đội đặc nhiệm cứu hỏa Lệ Thủy đã nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hỏa nhận thấy con đường dẫn đến làng Hong Su đã bị bao phủ bởi biển nước mênh mông. Theo lời giới thiệu của những người dân làng ở gần đó, làng Hong Su nằm trên bờ sông Ojang, diện tích khoảng 500 ha, trong làng có hơn 1.000 người dân và hiện có hơn 370 nhân khẩu. Ngôi làng thường có hai con đường dẫn ra thế giới bên ngoài. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, mực nước vẫn đang dâng cao, tình hình rất nghiêm trọng.
Sau khi nắm được tình hình cơ bản của hiện trường, các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng có mặt ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng 2 chiếc thuyền để sơ tán những người bị mắc kẹt. 12 giờ trưa hôm đó, nhóm người đầu tiên đã được di chuyển an toàn đến chiếc thuyền xung kích. 2 ngày đầu có thể tìm đường, nhưng sáng nay ngủ dậy không thấy đường. Có người không dám băng qua nếu tìm thấy. Đường bị nước nhấn chìm sớm từ 2 ngày trước. Nhưng nước chảy lúc bấy giờ rất xiết nên không thể rời đi. Do đêm hôm trước đó mưa lớn, đến sáng không còn đường nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Một số người lo lắng và một số người không muốn di chuyển. Trước sự không muốn chuyển đi của một số người dân, cán bộ thị trấn và thôn bản đã đi sâu vào nhà dân và tiến hành công tác tư tưởng tỉ mỉ để thuyết phục họ. Trong quá trình cứu hộ, đội cứu hộ không chỉ chuyển từng đợt người dân đến khu vực an toàn mà còn chuyển ngũ cốc, rau quả, dự trữ và một số tài sản của gia đình. Đồng thời cử người đưa dân làng đến các điểm tái định cư. Một người dân cao tuổi ở địa phương cho biết những năm trước cũng bị lũ bủa vây, nhưng lũ lớn như năm nay thì hiếm. Tính đến 5 giờ chiều, hơn 1.000 người đã được chuyển thành công đến khu vực an toàn mà không có thương vong. Theo thống kê, từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay lúc 3 giờ chiều, lượng mưa trung bình ở thành phố Lệ Thủy đạt 95,3mm. Trong số đó, Long Tuyển có lượng mưa trung bình lớn nhất là 147mm. Tại thành phố Ly Xui, dung tích chứa nước của các hồ từ cỡ nhỏ trở lên chiếm 98% dung tích chứa thông thường. Mực nước của hồ Yishutan là 184,51m và mực nước của hồ chứa Tanken là 159,84m, tất cả đều đã tiếp cận mực nước giới hạn lũ. Có 52 thị trấn bị thiên tai ở Ly Xui, với dân số 176.000 người, 499 ngôi nhà bị sập, 10.940 người phải di chuyển và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 310 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, những người bị ảnh hưởng từ làng Hong Su đã được chính quyền địa phương cho tạm trú trong một ngôi trường gần đó. Chính quyền thị trấn cũng đã chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm hàng ngày cho những người dân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, trận động đất ở Jiangbe, tỉnh Hà Bắc xảy ra vào khoảng 11 giờ 5 phút trưa ngày hôm qua. Đây là trận động đất tương đối lớn ở miền đông Trung Quốc trong những năm gần đây. Nó liên quan đến 19 thị trấn và hơn 200 làng hành chính ở các quận Jiangbe, Shangjin, Kangbao và Wanquan, cũng như Bắc Kinh, Thiên Tân, Nội Mông và những nơi khác. 49 người thiệt mạng, 362 người bị thương nặng, 11.077 người bị thương nhẹ, hơn 100.000 ngôi nhà bị sập, 44.000 người mất nhà cửa và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 836 triệu nhân dân tệ. Kể từ năm 1996, lần đầu tiên người ta phát hiện ra rằng có giá trị cao bất thường của nước ngầm như mực nước, radon nước ở phía bắc của Hoa Bắc và một loạt các cuộc điều tra thực hiện thử nghiệm và nghiên cứu tại chỗ đã được thực hiện. Và nó đã được xác nhận rằng đó là một sự bất thường giữa kỳ của các trận động đất mạnh. Kể từ năm đó, các chất lỏng dưới lòng đất như khí thoát ra ngoài, khí đất và nhiệt độ nước đã bất thường ở phía bắc của Bắc Trung Quốc với nhiều lần lên xuống đồng thời của nhiều giếng và tiếng vang với hoạt động địa chất vừa là mạnh ở khu vực này cho thấy rằng chuyển động của lớp vỏ ở khu vực này đã đi vào trạng thái hoạt động, nhận thấy rằng nguy cơ xảy ra các trận động đất mạnh đang gia tăng. Theo đó, nhiệt độ nước giếng Taiwan tăng đột ngột bất thường và sau đó một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter xảy ra ở Thông Châu. Do đó, trong 2 năm tiếp theo, trong các báo cáo nghiên cứu về động đất đã 2 lần ghi rõ là có cường độ 5-6 độ Richter và khoảng 6 độ Richter ở khu vực phía bắc Hoa Bắc, chủ yếu là đoạn phía bắc của vành đai Sơn Tây, khu vực ngã ba Sơn Tây, Hà Bắc và Mông Cổ và phần tây bắc của vành đai Bột Hải là nguy cơ động đất rất mạnh. Trước tình hình phức tạp, phân tích sự bất thường, đặc biệt là xem xét đặc điểm thời gian bất thường của khí CO2 lớn và dài ở Hawaii, đề xuất rằng Cục Quản lý Động đất bang chính thức điền vào phiếu dự báo ngắn hạn của Cơ quan Quản lý Động đất Nhà nước, đưa ra các ý kiến dự báo ngắn hạn rõ ràng và gửi chúng cho các bộ phận liên quan vào cùng ngày. So sánh với 3 yếu tố của trận động đất thực tế về thời gian, vị trí và cường độ trận động đất thì ý kiến dự báo là hoàn toàn chính xác. Chênh lệch giữa các tâm chấn nhỏ hơn 10 km và độ lớn gấp hơn 0,7 độ Richter. Thì rõ ràng đây là một bước ngoặt rất thành công trong công tác dự báo ở trình độ khoa học hiện nay. Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 5 năm 2008, hơn 60 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã tập trung tại đây trong ủy ban làng của làng hành chính Xiaohanji, huyện Jiangbe. Những người cũng từng trải qua những trận động đất, cũng từng trải qua cảnh nhà tan cửa nát như ở đây. Người dân nào cũng nhắc đến trận động đất ở Tứ Xuyên và nước mắt đã tuôn rơi. Làng Lasihan
làng hành chính Seong Jae-hi, huyện Jangbe, từng được biết đến là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Jangbe năm đó. Trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở Jangbe Changji năm đó đã khiến tất cả các ngôi nhà ở ngôi làng này bị phá hủy. Vào ngày hôm đó, nhiều người dân trong làng Sasian đang tất bật gieo hạt trên đồng ruộng. Sau 14 giờ, nhiều người dân trong làng đã gác lại công việc đồng áng và vội vã trở về từ đồng ruộng để tổ chức lễ tại ủy ban làng, nơi tập thể những người đồng hương đã hy sinh ở Tứ Xuyên đã để tang. Có quá nhiều sự nặng nề trên những khuôn mặt đơn sơ ngày ngày phơi mình dưới nắng gió và trở nên đen đúa. Sau khi biết về trận động đất ở Tứ Xuyên tại thị trấn Da He, nơi đã nhận được sự hỗ trợ từ các bên do thảm họa động đất, ngay lập tức tổ chức dân làng quyên góp tiền. Năm nay đánh dấu kỷ niệm trận động đất ở Jangbe, nhiều người dân nói với các phóng viên rằng mặc dù họ ở xa hàng nghìn dặm, nhưng người dân Jangbe rất mong đồng bào ở Tứ Xuyên xây dựng lại nhà của họ sớm hơn và nhanh hơn. Các nhân viên của Cục Động đất tỉnh Hà Bắc cho biết sau trận động đất, Cục không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong và những thiệt hại khác từ người dân địa phương. Theo Cơ quan Quản lý Động đất tỉnh Hà Bắc, sau trận động đất, cơ quan này đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Theo tham vấn, vị trí động đất của trận động đất này nằm cách tâm chấn của trận động đất Jangbe mạnh 6,2 độ Richter năm 1988 là 13,4 km về phía Tây Bắc và nó nằm trong vùng dư chấn của trận động đất. Vào năm 2003, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở Basu-Chiji, Tân Cương với tâm chấn nằm ở cực đông nam của khu vực phân bố của 9 trận động đất Yesahi mạnh 6 độ Richter từ năm 1997 đến năm 1998. Dư chấn của trận động đất 6,8 độ Richter phân bố theo hướng Tây Bắc, phù hợp với trục dài của vùng Meloseim. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2003, dư chấn lớn nhất có cường độ 5,8 độ Richter. Kết quả phân tích sơ bộ của giải pháp cơ chế tiêu điểm là đứt gãy tiêu điểm có tính chất trượt ngược, mặt phẳng rút gần hướng Bắc Nam có thể là mặt phẳng đứt gãy chính và hướng trục P của ứng suất nén chính là NWW. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra trong vùng nguy cơ động đất đến 6-7 độ Richter, được quốc gia chỉ định năm 2003. Trước khi xảy ra động đất, theo diễn biến của tình hình động đất ở Tân Cương, Trung tâm Dự báo của Cục Quản lý Động đất Tân Cương đã nêu rõ trong nhận định tình hình động đất rằng có khả năng xảy ra động đất vừa và mạnh trong hai trận động đất trọng điểm khu vực rủi ro ở Tân Cương vào tháng tới hoặc lâu hơn chút. Vùng động đất Fengui thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc và là một vùng hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền đông Trung Quốc. Nó bắt đầu từ lưu vực Sunhua Huyan và Huyan Ranking ở phía bắc tỉnh Hà Bắc và đi qua các lưu vực Songwan, Yunxian Basin, Datong Basin, Sinding Basin, Liqiu Basin, Taiwan Basin, Lefeng Basin, Wuchen Basin và Weihe Basin ở miền nam. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây và trận động đất 8,0 độ Richter ở Huaxian, Thiểm Tây đều xảy ra trong vùng động đất Fengui. Trận động đất Jangbe mạnh 6,2 độ Richter cũng gần vành đai động đất Fengui. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng động đất Fengui, trong đó có 7 trận động đất mạnh 7 đến 7,9 độ Richter, 2 trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn Fengui bắt đầu từ lưu vực Sunhua Huayan và Huelayunqing ở tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc và đi qua lưu vực Yangwan, Suxian Basin, Datong Basin, Siding Basin, Liqiu Basin, Taiwan Basin, Linfeng Basin và lưu vực Wuchen ở phía nam, lưu vực Weihe. Vùng động đất Fengui thuộc vùng động đất Bắc Trung Quốc và là một vùng hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền đông Trung Quốc. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây năm 1303 và trận động đất 8,0 độ Richter ở Huaxian, Thiểm Tây năm 1556 đều xảy ra trong vùng động đất Fengui. Trận động đất Jangbe M6.2 vào tháng 1 năm 1998 cũng gần vành đai động đất Fengui. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng động đất Fengui. Trong đó có 7 trận động đất mạnh 7 đến 7,9 độ Richter, 2 trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Trận động đất Linfeng là một trận động đất lớn đã xảy ra ở lưu vực trũng đứt gãy lâm phần ở phía nam tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cường độ của trận động đất được ước tính là 7,5 đến 8 độ Richter. Theo biên niên sử quận Lâm Phần của Ung Chính,
trận động đất ở Bình Dương, ở Xu là sấm sét và các bức tường thành, văn phòng chính phủ, đền thờ và nhà dân sụp đổ ngay lập tức, giết chết hàng chục nghìn người dân thành thị và nông thôn. Cách đây 400 năm, vào năm 1303, gần đó một trận động đất với quy mô tương tự đã xảy ra ở huyện Hồng Đông và thị trấn Triệu Thành ở Trung Quốc. Cấu trúc địa chất của toàn bộ vành đai địa chấn Sơn Tây thuộc lưu vực đứt gãy kiểu Graben có điều kiện nền để xảy ra các trận động đất lớn. Khu vực địa chấn Bắc Trung Quốc bao gồm tất cả hoặc một phần Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác. Trong số 5 khu vực động đất, cường độ và tần suất động đất của nó chỉ đứng sau khu vực động đất ở cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, đứng thứ 2 trong cả nước. Kể từ khi khu vực đô thị nằm trong khu vực này, nó là đặc biệt thú vị. Theo thống kê, đã có 5 trận động đất có cường độ 8 độ Richter được ghi nhận tại khu vực này. 18 trận động đất có cường độ từ 7 đến 9 độ Richter đã xảy ra. Ngoài ra, lại nằm trong khu vực có mật độ dân cư đông đúc, tập trung các thành phố lớn, chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông phát triển của Trung Quốc nên nguy cơ thảm họa động đất là vô cùng nghiêm trọng. Trung Quốc nằm giữa hai đới tập trung động đất lớn nhất thế giới, đới địa chấn vành đai Thái Bình Dương và địa chấn Á Âu. Do mảng Thái Bình Dương nén, mảng Ấn Độ và mảng biển Philippines nên các đới đứt gãy động đất rất phát triển. Có rất nhiều trận động đất mạnh ở Trung Quốc và hầu hết chúng là những trận động đất nông xảy ra trong đất liền và chúng có độ sâu dưới 20 km. Vì vậy, Trung Quốc là quốc gia có nhiều trận động đất nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thảm họa động đất nghiêm trọng nhất. Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 1/4 diện tích đất liền của thế giới, nhưng lại có đến 1/3 diện tích đất liền có các trận động đất có tính chất hủy diệt đã xảy ra vào thế kỷ 20. Số người chết là khoảng 600.000 người, chiếm khoảng một nửa số người chết trên thế giới vì các trận động đất trong cùng thời kỳ. Trong thế kỷ này, trên thế giới đã xảy ra 2 trận động đất lớn khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Cả hai đều xảy ra ở Trung Quốc. Một là trận động đất 8,5 độ Richter ở Huaiyuan, Ninh Hạ, khiến hơn 230.000 người thiệt mạng. Trận còn lại là trận động đất 7,8 độ Richter ở Đường Sơn, Hà Bắc, khiến 24 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Hai trận động đất lớn đã gây ra những thiệt hại thương tâm về người và của. Trung Quốc là quốc gia hứng chịu những thảm họa động đất nghiêm trọng do tần suất xảy ra nhiều, cường độ lớn, tâm chấn nông và phân bố rộng. Kể từ thế kỷ 20, gần 800 trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên đã xảy ra ở Trung Quốc, bao gồm tất cả các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương, ngoại trừ Quý Châu, Chiết Giang và đặc khu hành chính Hồng Kông. Kể từ năm 1900, số người chết vì động đất ở Trung Quốc đã lên tới 550.000 người, chiếm 53% số người chết vì động đất toàn cầu. Kể từ năm 1949, hơn 100 trận động đất hủy diệt đã tấn công 22 tỉnh, khu tự trị và thành phố. Tại 14 tỉnh, hơn 270.000 người đã thiệt mạng, chiếm 54% số người chết vì các thảm họa khác nhau trong cả nước. Trận động đất đã ảnh hưởng đến diện tích hơn 300.000 km2 và 7 triệu ngôi nhà bị sập. Mức độ nghiêm trọng của động đất và các thảm họa thiên nhiên khác là một trong những điều kiện quốc gia cơ bản của Trung Quốc. Hoạt động địa chấn ở Trung Quốc phân bố chủ yếu trong 23 vành đai địa chấn ở 5 vùng. 5 khu vực là tỉnh Đài Loan và các vùng biển lân cận Tây Nam Trung Quốc, chủ yếu là Tây Tạng, Tây Tứ Xuyên và Trung và Tây Vân Nam. Tây Bắc Trung Quốc chủ yếu ở hành lang Heishi của Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ và chân núi phía Bắc và phía Nam của dãy núi Thiên Sơn, North Trung Quốc. Chủ yếu ở hai bên dãy núi Tai Hang, thung lũng sông Fenhui, khu vực Yishan, Yanshan, trung tâm Sơn Đông và vịnh Bột Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác trên bờ biển phía Đông Nam. Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc nằm trên vành đai địa chấn Thái Bình Dương, Tây Tạng, Tân Cương, Vân Nam, Tứ Xuyên, Thanh Hải và các tỉnh khác nằm trong vành đai địa chấn Himalaya, Địa Trung Hải và các tỉnh khác nằm trong vành đai địa chấn liên quan. Sự phân bố các vành đai địa chấn của Trung Quốc là cơ sở quan trọng để hình thành các khu vực phòng thủ và giám sát địa chấn trọng điểm của Trung Quốc. Động đất ở Trung Quốc phân bố chủ yếu ở 5 vùng, vùng Đài Loan, vùng Tây Nam, vùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Quốc, vùng Duyên Hải Đông Nam và 23 vành đai địa chấn. Vùng động đất phía Bắc Trung Quốc bao gồm tất cả hoặc một phần Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác. Vùng địa chấn Hoa Bắc được chia thành 4 vùng địa chấn. Vùng động đất Than Trang, Dinh Khu bao gồm hầu hết hoặc một phần Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và các tỉnh khác từ Sukhian đến Telling.
Nó là một vành đai hoạt động địa chấn ở khu vực phía đông lục địa của Trung Quốc. Trận động đất Tangchen mạnh 8,5 độ Richter ở Sơn Đông, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở biển Bột Hải và trận động đất Haicheng mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra trong vành đai địa chấn này. Theo ghi chép, hơn 60 trận động đất từ mạnh 4,7 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vành đai này, trong đó có 6 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn Đồng bằng Hoa Bắc, ranh giới phía Nam gần nằm trên đường Tân Hương, Bạc Phụ, ranh giới phía Bắc nằm ở phía Nam của núi Yan San, ranh giới phía Tây nằm ở phía Đông của núi Thai Hang và ranh giới phía Đông nằm ở rìa phía Tây của vùng trũng vịnh Xiaolehe Lai Đông. Kéo dài về phía Nam đến Đông Nam của Thiên Tân và phía Đông Nam kinh tế đến khu vực Tô Châu. Đây là vùng động đất có mối đe dọa lớn nhất đối với các vùng Bắc Kinh, Thiên Tân và Đường Sơn. Trận động đất Hebe Senhe với cường độ 8,0 độ Richter và trận động đất Đường Sơn với cường độ 7,8 độ Richter đã xảy ra ở vành đai này. Theo thống kê, hơn 140 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter trở lên đã xảy ra ở vành đai này, trong đó có 5 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 8,0 độ Richter trở lên. Vùng động đất Fengwei nó bắt đầu từ hai lưu vực Sanhua Huaiyan và Huailai Wanqing ở tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc và đi qua các lưu vực Yangwan, Yushan Basin, Datong Basin, Dinding Basin, Liqiu Basin, Taiwan Basin, Lifan Basin, Yunchen Basin và Weihe Basin ở miền Nam. Nó là một vành đai hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền Đông của Trung Quốc. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây và trận động đất 8,0 độ Richter ở Hoi San, Thiểm Tây đều xảy ra trong vành đai này. Trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Sơn Tây cũng gần vành đai này. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng địa chấn này, trong đó có 7 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, 2 trận động đất từ 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn Ngân Xuyên Hê Tao, nó nằm ở phần phía Tây và phía Bắc của khu vực Hê Tao từ Ngân Xuyên Uda, Denku đến các phần phía Tây của Hot Hot. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Ngân Xuyên Ninh Hạ xảy ra trong vành đai này. Trong khu vực địa chấn này, các ghi chép về trận động đất lịch sử bắt đầu vào năm 849. Do thiếu nhiều ghi chép lịch sử, theo dữ liệu hiện có, khu vực này đã ghi nhận tổng cộng khoảng 40 trận động đất có cường độ mạnh 4,7 độ Richter hoặc cao hơn. Trong đó, có 9 trận động đất mạnh từ 6 đến 6,9 độ Richter và một trận động đất mạnh 8 độ Richter. Vùng động đất cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, nó bao gồm khu vực cao nguyên rộng lớn được bao bọc bởi dãy núi Hindukush, hạ dãy núi Tây Côn Lôn, dãy núi Antun, dãy núi Kilian, dãy núi Helan Liupan, dãy núi Long Môn, dãy Himalaya và cánh phía đông của dãy núi Hendrian. Nó liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương, Cam Túc, Ninh Hạ, Tứ Xuyên, Vân Nam và một phần của Liên Xô cũ, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Lào và các quốc gia khác. Khu vực động đất này là khu vực động đất lớn nhất ở Trung Quốc và nó cũng là khu vực có hoạt động địa chấn dữ dội nhất và thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn. Theo thống kê, tại đây đã xảy ra 9 trận động đất từ 8 độ Richter trở lên, 78 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter đứng đầu cả nước. Ngoài ra, khu vực động đất Tân Cương và khu vực động đất Đài Loan cũng là hai khu vực động đất ở Trung Quốc đã từng xảy ra động đất mạnh 8 độ Richter. Người ta cũng biết rằng những trận động đất mạnh và có sức hủy diệt liên tục xảy ra ở đây vì vùng động đất ở Tân Cương thường dân cư thưa thớt và kinh tế kém phát triển. Mặc dù ngày càng có nhiều trận động đất mạnh thường xuyên xảy ra, nhưng hầu hết đều xảy ra ở các vùng núi. Thiệt hại về người và tài sản nhỏ hơn nhiều so với một số vành đai động đất ở miền Đông Trung Quốc. Điều đáng nói là vành đai ngoài địa chấn ven biển Đông Nam thuộc vùng địa chấn Nam Trung Quốc, nơi xảy ra trận động đất 8,0 độ Richter ở Tuần Châu, Phúc Kiến và trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Gyeongsan, Quảng Đông. Bão Lekima tấn công Trung Quốc. Kính thưa quý vị, bão Lekima đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc rạng sáng thứ Tư với sức gió gần 190 km/h, buộc nước này phải sơ tán khoảng 1 triệu người tại tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, sáng thứ Tư, bão Lekima đổ bộ tỉnh Chiết Giang với sức gió gần 190 km/h. Dù bão đã suy yếu khá nhiều trước khi đổ bộ đất liền, nhưng vẫn có sức tàn phá ghê gớm. Tại miền Đông Trung Quốc đã xảy ra một trận lở đất khiến giao thông gián đoạn trên diện rộng. Thống kê tạm thời có 18 người thiệt mạng và 14 người mất tích.
Theo CCTV cho biết, hơn 250.000 người dân ở thành phố Thượng Hải và 800.000 người ở tỉnh Chiết Giang phải sơ tán, trong khi 2,72 triệu hộ gia đình ở tỉnh Chiết Giang bị mất điện. Ngoài ra, mưa bão gây sạt lở đất đánh sập 200 ngôi nhà ở 6 thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang và 66.000 hectare đất nông nghiệp bị phá hủy. Hàng ngàn chuyến bay trong ngày thứ tư đã bị hủy ở miền đông Trung Quốc, bao gồm hầu hết chuyến bay tại hai sân bay lớn ở thành phố Thượng Hải. Các doanh nghiệp ven biển ở tỉnh Chiết Giang hiện đã đóng cửa hoàn toàn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ và rò rỉ khí độc tại các nhà máy hóa chất cũng như lọc dầu. Tại Đài Loan, dù chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu bão, nhưng nhiều chuyến bay phải hủy bỏ, đồng thời làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp trên hòn đảo. Nguồn tin của AFP, Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc cho hay 625 chuyến bay tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô đã bị hủy. Theo CCTV, hiện bão Lekima đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ chậm và dần suy yếu. Gần 200 chuyến tàu đi qua tỉnh Sơn Đông đã bị đình chỉ cho đến đầu tuần tới. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua đưa ra cảnh báo màu cam, mức cảnh báo nguy hiểm thứ hai sau cảnh báo màu đỏ được đưa ra hôm trước đó một ngày. Bão Lekima được dự báo tiếp tục đổ bộ vào tỉnh Giang Tô sáng nay theo giờ địa phương, xoay quanh biển Hoàng Hải trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bắc và đổ bộ trở lại vào tỉnh Sơn Đông. Số người thiệt mạng đã tăng lên 30 vào hôm thứ Năm, 18 người mất tích và hơn 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà khi bão Lekima tiến vào Trung Quốc hôm thứ Tư. Đài BBC đưa tin bão Lekima bắt đầu đổ bộ vào Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày hôm qua. Cơn bão ban đầu được cho là siêu bão nhưng đã yếu đi một chút trước khi đổ bộ. Lekima là cơn bão thứ 9 đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay, nhưng nó là cơn bão mạnh nhất được thấy trong nhiều năm. Ban đầu, Trung Quốc đưa ra mức báo động màu đỏ cho cơn bão, nhưng sau đó nó đã hạ xuống mức màu cam. Theo như Reuters cho biết, tại thị trấn Dajing ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày hôm qua, ô tô ngập trong nước lũ sau khi cơn bão Lekima tấn công. Tân Hoa Xã cho biết, cơn bão đã phá hủy hơn 173.000 ha hoa màu và 34.000 ngôi nhà ở tỉnh Chiết Giang. Chính quyền tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do bão gây ra là khoảng 14,57 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Do tấn công của cơn bão, một vụ sạt lở nghiêm trọng cách thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khoảng 130 km về phía Bắc, khiến cho nhiều người tử vong và 10 người được báo cáo mất tích. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà bị hư hại. Cơ quan chức năng đang khẩn cấp cứu hộ những người lái xe bị mắc kẹt do lũ lụt và tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà. Cây đổ và tình trạng cắt điện lan rộng, khoảng 800.000 người dân ở tỉnh Chiết Giang được sơ tán, ước tính khoảng 2,7 triệu ngôi nhà bị mất điện khi các đường dây điện bị hư hại do gió lớn. Nhà chức trách đã hủy hơn 3.000 chuyến bay và các dịch vụ tàu hỏa. Tại Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ đang sơ tán người dân bị mắc kẹt bằng máy ủi trên đường phố bị ngập lụt sau khi cơn bão Lekima tấn công. Hiện tại, các khu vực chịu thảm họa chủ yếu nằm ở các khu vực hội nhập giữa nông thôn và thành thị. Đây là những khu vực trũng thấp. Khi nước lũ từ các khu vực miền núi tập trung và chảy xuống, những khu vực này bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Phu Yong Liang, trưởng nhóm cứu hộ cho dịch vụ chữa cháy ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang cho biết. Lekima hiện đang đi qua tỉnh Chiết Giang và dự kiến sẽ tiến vào Thượng Hải, nơi có dân số hơn 20 triệu người. Thượng Hải cũng đã sơ tán khoảng 250.000 cư dân. Cơ quan khí tượng Trung Quốc thông báo, vào lúc 20 giờ 50 phút tối ngày hôm nay, bão Lekima đã lần thứ hai đổ bộ vào khu vực Duyên Hải, quận Hoàng Đảo, thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, với tốc độ gió lên tới gần 83 km/h. Nhà chức trách tỉnh Sơn Đông cũng cho biết đến 4 giờ chiều cùng ngày, toàn bộ 26 con đập ở tỉnh Sơn Đông đều đã mở cửa xả lũ, khiến nước lũ ở 6 con sông trong tỉnh đã tràn bờ. Trong khi đó, thông báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia và Bộ Tài nguyên nước dự báo mưa lớn xảy ra tại các thành phố thuộc các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm. Cho đến 5 giờ chiều nay, siêu bão Lekima đã ảnh hưởng tới tổng cộng 6,5 triệu người tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông và Phúc Kiến, cũng như thành phố Thượng Hải. Đến nay, đã có tổng cộng 32 người thiệt mạng và 16 người mất tích do bão. Trước đó, bão Lekima đã đổ bộ lần đầu tiên tại thị xã Ôn Lĩnh ở Chiết Giang vào lúc 1 giờ 45 phút sáng qua.
Lekima là cơn bão thứ 9 và mạnh nhất trong mùa bão năm nay tại Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm nay, Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo, đến chiều nay, hơn 15 địa điểm nổi tiếng của thành phố như công viên hoang dã Thượng Hải, trung tâm Thượng Hải hay bảo tàng Thượng Hải đã mở cửa trở lại sau khi bão Lekima quét qua thành phố và di chuyển theo hướng Bắc qua các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 70 điểm du lịch, danh thắng, thắng cảnh khác ở Thượng Hải vẫn phải đóng cửa, kiểm tra an toàn và dự kiến sẽ chỉ mở lại trong 2 ngày tới. Động đất ở trong 2. Quý vị thân mến, sáng sớm ngày 5 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở trong 2 Ensan, Yansui và những nơi khác ở tỉnh Vân Nam, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Động đất trong 2 cùng với động đất Đường Sơ và động đất Vân Xuyên tạo thành 3 nỗi đau thương khiến hơn 10.000 người thiệt mạng ở Tân Trung Quốc. Trong số 3 thảm họa thiên nhiên này, trận động đất Tông Hai đã bị phong ấn trong 30 năm vì nó ở giữa cuộc cách mạng văn hóa và nó đã không được công bố rộng rãi cho đến năm nay. Cuộc giải cứu mang nhiều đặc điểm của cách mạng văn hóa hơn và nó đã trở thành một điều hiếm có, bi kịch trong lịch sử cứu trợ thảm họa của nhân loại. Vào lúc 1 giờ 44 phút ngày 13 tháng 8, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Shijie, huyện Tông Hai, thành phố Yuxi, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn tại vị trí ở 24,19 độ Vĩ Bắc, 102,71 độ Kinh Đông. Tính đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, 18 ngôi nhà bị hư hỏng và sập ở các mức độ khác nhau. 5 người bị thương được đưa ra bệnh viện điều trị. Hiện tại, tinh thần và sức khỏe của họ đã ổn định, không có ai tử vong. Tâm chấn của trận động đất thị trấn Shijie cách huyện Tông Hai khoảng 9 km với tổng dân số khoảng 281.000 người. Ngày 5 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra giữa Tông Hai và Esan thuộc tỉnh Vân Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân ở Tông Hai, Yansui, Esan, Hoang Ninh và Yuxi. Ở làng Uli, thị trấn Gaoda, huyện Tông Hai, độ sâu tâm điểm chỉ 134m sau chấn động chính. 12 cơn dư chấn có cường độ từ 5,0 đến 5,9 độ Richter đã xảy ra, gây sạt lở đất nghiêm trọng và các thiệt hại khác. Diện tích bị ảnh hưởng hơn 4.500 km2, là 15.621 người chết, 338.456 ngôi nhà bị sập và 166.338 gia súc lớn bị chết, thiệt hại rất lớn về người và của. Thiệt hại về kinh tế chỉ tính riêng huyện Tông Hai đã lên tới 2,7 tỷ nhân dân tệ. Tính theo giá so sánh, nó được đặt tên là động đất Tông Hai. Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên lớn ở Trung Quốc trong thế kỷ này và là một trong 3 trận động đất lớn giết chết hơn 10.000 người kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đứng sau động đất Đường Sơn và động đất Vân Xuyên. Sau trận động đất, nhiều vết nứt trên mặt đất được phân bố dọc theo đứt gãy Kujang từ phía bắc của núi Myeongbae ở quận Yansui qua Gaoda ở quận Tông Hai, Suchentian ở quận Esan, Dahaikia, Nubadian và trực tiếp đến chân thành phố Esan. Với một tổng chiều dài gần 60 km, phía tây bắc 500-600 nghiêng về phía đông bắc, góc nhúng 50-80 độ, tạo thành một vành đai khe nứt mặt đất rất lớn. Trong số đó, các khe nứt trên mặt đất chính không chịu bất kỳ ràng buộc nào về địa hình, trải dài qua các khe núi và gờ, phá vỡ nền đá dài vài km và chỗ rộng nhất có thể lên tới khoảng 20m. Ngoài các khe nứt mặt đất phân bố dày đặc dọc theo thung lũng sông Kuyang, cũng đã có nhiều vụ sạt lở đất ở một số khu vực. Hàng chục vụ lở đất lớn nhỏ đã xảy ra dọc theo thung lũng sông Kuyang, chặn dòng sông và phá hủy con đường. Ngoài ra, hiện tượng phun nước lẫn cát cũng thường gặp hơn. Có các nhóm lỗ phun nước và phun cát đơn lẻ hoặc giống như hạt, xu hướng chung là đông bắc, phù hợp với xu hướng của đứt gãy Kuyang. Làng Juha Jekan nằm cạnh một lòng sông khô cạn. Trong trận động đất, khoảng 260.000 mét khối đất đá đã tạo thành ruộng bậc thang trũng của đập ở phía đông nam. Toàn bộ con đập trượt 129m về phía đông và 200m về phía nam, nơi con đập đi qua. Mặt đất sụt lún hơn 2m và những cánh đồng như đậu phộng giống như bị dao cắt ngang. Gần 50 ngôi nhà của 16 gia đình ở ngôi làng ven sông bị sập khi nền đất trượt từ 100-150m về phía đông nam. Xung quanh nó biến thành những rãnh sâu và rãnh to, trông thật kinh khủng. Có 4.438 người trong làng, 105 người thiệt mạng và 171 người bị thương nặng. Ở hẻm núi Kuyang bên ngoài cầu Đại Hưng, do sạt lở đất do động đất gây ra, một trạm bơm tua bin nước 3 tầng và 10 nhân viên quản lý đã ngay lập tức bị chôn vùi dưới lớp cát lăn. Đồng thời, các mảnh vỡ rơi xuống đã chặn dòng sông thành hồ và mực nước dâng cao hơn 4m. Sông đã làm ngập hơn 4.000 ha đất canh tác ở lưu vực Kuyang, trở thành thảm họa động đất và lũ lụt lớn nhất trong lịch sử của Vân Nam.
quận Esan, nơi tiếp giáp với quận Trong Hai có thói quen đi chợ vào ngày 5 hàng tuần. Chiều hôm trước, rất đông người từ các hướng đổ về chợ phiên hôm sau. Khách sạn 2 tầng chật kín khách, 1 tầng được kê thêm lối đi. Trong trận động đất, các tòa nhà bị san bằng, hầu hết hành khách thiệt mạng và hơn 200 người chết trong khách sạn. Học viện Công nghệ Côn Minh nằm trong trường cán bộ 57 trên con phố của quận, có 138 giảng viên đã chết. Tại trường trung học cơ sở Kusi, huyện Yansui, tất cả 168 trường học đã bị phá hủy bởi trận động đất và chỉ còn lại dàn mái của một ngôi đền cổ. Đêm đó là thứ Bảy, hầu hết giáo viên và học sinh đã về nhà. Trong số 147 người ở lại trường, 54 người chết vì sập nhà, 31 người bị thương nặng, 58 người bị thương nhẹ và chỉ có 4 người an toàn. Trong số đó, tại một khu tập thể nữ, liên tiếp 7 nữ sinh bị chôn chân dưới tường. Nguyên nhân của trận động đất là do địa hình và điều kiện địa chất khu vực này rất phức tạp, có các bồn địa, núi và thung lũng sông xuất hiện xen kẽ nhau. Các cấu trúc lỗi đan xen nhau, trong đó hướng Đông Bắc và Đông Tây là phát triển nhất, tiếp theo là hướng Đông Tây Bắc và Tây Bắc. Trận động đất xảy ra cả trên đứt gãy Kujang theo xu hướng Tây Bắc. Sự phân bố cường độ của trận động đất trong hai có quan hệ mật thiết với vị trí của đứt gãy Kujang. Xu hướng chung là càng gần đứt gãy Kujang, cường độ càng cao và thiệt hại do động đất càng nặng. Đới Melomysmic phân bố dọc theo đứt gãy Kujang trong một dải hẹp có xu hướng NPK ở thung lũng sông Kujang với trục dài khoảng 52 km. Hầu hết các khu dân cư trong vùng động đất đều là nhà ở có kết cấu tường gạch, tường không nung, khung gỗ chịu lực cột gạch. Trong vùng cực động đất, nhà cửa với cơ bản đã bị phá hủy. Sau trận động đất, quân khu Côn Minh lập tức họp khẩn thành lập sở chỉ huy cứu trợ trận động đất.